Du, đi xem là có giận vừa gì không, mấy hôm không bắt giận cho nó. Nó lại đứng nó chờ, nó thấy tôi quanh ấy à. Mấy mẩn con bạc. Nó biết nhớ đường đấy. Nó làm sao thì tí đây. Mua đây thì lai ra nghề mua nhanh đi. Bây giờ lại bố để xe đây, chị đi mua cho em chờ đấy, nó lâu thì tí cứ thế là đi thẳng về. Tí người như cứu hỏa mà. Em xuống. Xin chào tất cả mọi người. Mình và mẹ mình ấy đang đi lên một ngọn núi mới. Ngọn núi này là cao và dốc hơn những ngọn núi qua núi cũ ấy. Đây có măng ấy. Đặt về, túi nấu canh. Ôi, này chỗ ngon này. Trong kia mới là một cái nữa kìa. Thấp hơn đi nhưng mà thôi. Trong mới rộng rạp lắm. Rộng rạp thôi. Rộng rạp thôi. Lên ngọn đồi này thì bị dốc mọi người ạ. Rất là mệt luôn. Nhưng mà ở trên đây thì nó hoang sơ hơn khu vừa nãy, khu mà hôm trước mình đã đi ấy. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình leo núi. Đây.
Do ảnh hưởng cơn bão thì ở đây cũng rất nhiều cây cối bị đổ gãy, lá này bị trụi rồi. Thì hôm nay tôi sẽ đi tìm một địa điểm mới cho Lambo và Lula ở và an toàn hơn ấy. Thì bây giờ chúng tôi đã lên được nửa quả núi rồi. Thì bây giờ sẽ là công việc là tìm quan sát xem mà có quả dại để cho Lambo ăn hay không, và cũng như là để xem khu vực này có hang núi hay là có bị sạt lở đất không nhé. Mọi người đi theo mình nhé. Ngọn núi là khá cao và xa mọi người ạ. Đường là còn dốc quá. Nhưng có vẻ thì trên đây, trên cao thì nó sẽ an toàn hơn là những khu vực rừng dưới thấp ấy, bởi vì có sợ nhiều người đi qua lại sẽ ảnh hưởng ấy. Lên đây sâu và có thể có thêm một vài động vật hoang dã, biết đâu Lambo lại tìm thêm được những người bạn. Mọi người ơi, đây là những cái cây mà đã bị cưa đổ, bị đổ trong những trận bão vừa rồi ấy, người ta đã cưa đi để lấy gỗ ấy. Họ chỉ để lại cái phần ngọn này thôi. Đây, từ đây phần ngọn này, còn phần thân gốc của họ cưa đi lấy gỗ hết rồi ấy. Ôi giời, lâu đến đỉnh thế. Bên kia còn núi chập tròn, bên trùng bên kia bão quá, cái cây đổ gập dập hết này. Giòn to. Nhưng mà bên trên đây có khả năng là Lâm Mô nó lại an toàn ấy. Giờ mình phải đi tìm cái chỗ nào mà có nhiều đồ ăn với lại cây cối nhiều an toàn ấy. Hay là có cái hang đá gì ấy. À, cho quá cái cục kia. Quá cục làm gì ạ? Cái đẹp rồi. Mình ninh bài tết ninh bánh. Nhưng bác làm sao nổi lặng lắm. Đùa ấy thôi. Dừng rồi, vác cái thân dừng rồi cho xong rồi. Đi xuống này nó gì chứ. Thôi xuống đi. Chứ cứ leo đi, leo đoạn nữa. Sắp lên đến đỉnh núi rồi mọi người ạ. Phía đằng trên kia là đỉnh núi rồi. Mình định mình với mọi người là định xem mà trên đỉnh núi đấy, xem mà chỗ đấy có ăn ở được hay là có nhiều hoa quả cũng như là an toàn cho Lambo và Lula không nhá. Đây. Mọi người bình luận hai bà rất là cố gắng để đi. Mọi người ơi, bây giờ ba người chúng tôi đang phải nghỉ tại gần lên tít trên kia là đỉnh núi rồi ấy, nhưng mà phát hiện là cái rừng cây ở trên đấy ấy, cây cối cũng mà bị cháy với là rất là nhiều ấy. Không biết là Lambo với Lula có ở trên đấy được không, nhưng mà theo mình nghĩ là có vẻ như là không được khả quan cho lắm ấy. Cho nên là chúng tôi quyết định là sẽ dừng chân ở đây nghỉ một lát, sau đó sẽ quay lại và sẽ tìm một địa điểm khác cho Lambo và Lula phù hợp hơn nhé. Rừng thông thì có vẻ không phù hợp ấy. Mọi người ơi, mình với mẹ mình với chị Đạt đây thì đi ra đi hai khu vực núi rồi ấy. Nhưng mà sau trận bão thì tất cả mọi cây cối là đều bị phá hủy hết và rất là nguy hiểm ấy. Cho nên là có lẽ là mình sẽ giữ lại Lambo với Lula nhà chị Đạt thêm một thời gian nữa, đợi cho khi nào cây cối mọc tốt lại cũng như là các khu rừng được trở nên an toàn hơn ấy. Bình thường thì mình sẽ cho Lambo với Lula về rừng. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye. Bye bye mọi người nhá.